Nam Mô Kandy là một thành phố trung tâm của Sri Lanka, cách thủ đô Colombo 116 km. Đây là kinh đô cuối cùng của các vị vua cổ đại ở Sri Lanka, được thừa hưởng nhiều di sản văn hóa Phật giáo lớn. Ngày nay, Kandy vẫn là thành phố quan trọng bậc nhất về mặt tâm linh đối với người dân của đất nước. Người cố đô ngày nay vẫn rất tự hào về bản sắc văn hóa, kiến trúc và nghệ thuật của mình. Nổi tiếng nhất ở Kandy là Dalada Maligawa, hay còn gọi là đền Căn Phật. Đây là ngôi đền Phật giáo chính của Sri Lanka từ thời cổ đại. Theo truyền thuyết, nơi đây cất giữ Xá Lợi Răng của Đức Phật. Nằm gần ngôi đền thiêng là hồ Kandy, một hồ nước nhân tạo xinh đẹp nằm ở trung tâm thành phố, được xây dựng vào thế kỷ thứ 18 bởi vị vua cuối cùng là Vikrama Rajasinghe. Ngôi chùa Sri Dalada Maligawa được xây dựng trong cung điện hoàng gia và là nơi lưu giữ Xá Lợi Răng của Đức Phật. Theo truyền thuyết của bộ sử thi Mahabharata vào thế kỷ thứ 4, Xá Lợi được một vị công chúa lén mang sang từ Ấn Độ về Sri Lanka bằng cách giấu trong tóc của mình. Xá Lợi Răng của Đức Phật được tôn thờ bên trong một bảo tháp bằng vàng tuyệt đẹp, để trong cung kính và được coi là bảo vật quốc gia của Sri Lanka. Năm 1988, chùa Sri Dalada Maligawa, hay còn gọi là chùa Răng Phật, đã được tổ chức UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới. Hàng năm có rất nhiều du khách và Phật tử đến tham quan, hành hương và chiêm bái tại thánh tích linh thiêng này. Nơi đây là một trong những nơi hành hương quan trọng bậc nhất đối với những người Phật tử trên toàn thế giới. Vì Xá Lợi Răng Phật được xem là một báu vật tâm linh mà hình dạng răng của Đức Phật còn nguyên vẹn. Xá Lợi được tôn thờ trong một bảo tháp bằng vàng ròng. Chỉ những liệt lễ lớn và trong vài năm thì bảo tháp mới được mở ra cho mọi người chiêm bái. Nơi tôn thờ Xá Lợi Răng của Đức Phật rất đẹp và tôn nghiêm, nên biết rằng trại đất nước Phật giáo Sri Lanka này, bất cứ ai mỗi khi vào đến sân chùa đều phải bỏ giày dép ở bên ngoài và không được đứng quay lưng lại với tháp và tượng của Đức Phật. Mỗi ngày ba thời, chư tăng ở đây đều tụng kinh cầu nguyện và mở cửa đến bảo tháp chính để lễ lại. Người hành hương bình thường không thể vào bên trong nơi thờ bảo tháp được, chỉ ở bên ngoài hướng về bảo thờ tháp để lễ lại mà thôi. Trong tháng 7 hoặc tháng 8 hàng năm ở Kandy có diễn ra lễ hội Esala Vera Hera, lễ hội tôn giáo với mục đích tôn vinh di tích răng thiêng liêng của Đức Phật. Hơn 100 con voi được trang trí sặc sỡ cùng hàng ngàn nghệ sĩ múa lửa, nhạc công, vũ công và các điệu múa văn hóa được biểu diễn trong lễ hội. Đây là một biểu tượng độc đáo văn hóa của Sri Lanka thu hút khách du lịch từ khắp nơi trên thế giới đến tham quan.